Loài rồng là những sinh vật mạnh mẽ và nhiều quyền năng bậc nhất trong các câu chuyện thần thoại và truyền thuyết của nhiều nền văn hóa từ Đông sang Tây, từ Âu đến Á. Đố bạn, sự khác nhau cơ bản giữa rồng trong các truyền thuyết phương Tây và rồng trong các truyền thuyết phương Đông là gì? Cùng được gọi là rồng, nhưng chúng không hề giống nhau chút nào, thậm chí còn trái ngược nhau đấy. Về ngoại hình, rồng theo quan niệm phương Tây thường được mô tả giống một con thằn lằn khổng lồ, cùng đôi cánh rơi lớn và đuôi dài, cơ thể chúng đầy gai, nhiều vảy cứng, răng cùng móng vuốt sắc nhọn. Rồng theo quan niệm phương Đông lại có thân hình dài như loài rắn và có thể bay mà không cần cánh. Loài rồng này thường được mô tả là sự kết hợp ngoại hình của nhiều loài động vật khác nhau như sừng hươu, thân rắn, vảy cá chép, mắt kỳ lân, chân đại bàng. Về tập tính, rồng phương Tây thường thích sống ở các hang động núi cao. Đa phần chúng được mô tả về tính cách hung dữ, có khả năng phun lửa hoặc chất độc, thích tàn phá thành phố, làng mạc, bắt người để ăn thịt. Ngược lại, rồng phương Đông lại ưa sống nơi biển cả, sông hồ, có thể kiểm soát sức mạnh của nước và thời tiết. Rồng phương Đông có khả năng hô mưa gọi gió, đẩy lùi hạn hán, cũng đem lại điềm lành cho trần gian. Rồng trong văn chương, truyền thuyết và trong góc nhìn của con người. Với người phương Tây, những con rồng là loài quái vật đáng sợ và hung dữ bậc nhất. Với sức mạnh của lửa, chúng thường được gắn với các câu chuyện rồng tấn công thành phố, ăn gia súc, canh giữ kho vàng khổng lồ hoặc bắt cóc các nàng công chúa xinh đẹp, đem nhốt trên tháp để một vị hoàng tử hay hiệp sĩ dũng cảm đến giải cứu. Với người phương Đông thì ngược lại, họ tôn thờ rồng và coi rồng là biểu tượng của đêm lành, phước khí, bởi rồng là thần cai quản sông hồ, biển cả, được trời giao trọng trách mang mưa đến trần gian. Ví như truyền thuyết vua Lý Công Uẩn nước ta, khi rời đô từ Hoa Lư ra Đại La, nằm mơ thấy rồng thần bay lên trời, vì thế mới đặt tên kinh đô là Thăng Long. Không những thế, rồng đối với người phương Đông còn được coi là sinh vật tôn quý. Các vị vua và hoàng tộc thường lấy hình ảnh rồng làm biểu trưng cho quyền lực của triều đại mình. Cá chép. Cá chép là một loài cá nước ngọt khá phổ biến và dễ bắt gặp ở nhiều khu vực trên thế giới, đặc biệt là ở châu Á và châu Âu. Ở Việt Nam, cá chép thường sinh sống trong các sông, hồ, ao, đầm và các vùng nước lặng. Đây là loài cá có khả năng thích nghi tốt với nhiều điều kiện môi trường khác nhau, từ những dòng nước lặng trong ao đến các con sông lớn với dòng chảy mạnh. Về ngoại hình, cá chép có thân dài và dẹp, với lớp vảy bóng loáng, chắc khỏe. Màu sắc của cá chép thường thay đổi tùy theo môi trường sống, có thể là màu vàng đồng, xám hoặc thậm chí cam đậm ở những con cá được nuôi trong điều kiện đặc biệt. Đặc điểm dễ nhận biết nhất của loài này chính là cái đầu to, miệng rộng và hai râu ở hai bên mép. Cá chép, một loài cá mà ai cũng quen thuộc, không chỉ được biết đến với vị ngon trong bữa ăn mà còn mang nhiều ý nghĩa văn hóa. Đặc biệt trong các truyền thống Á Đông, bạn có thể thấy hình ảnh cá chép xuất hiện trong tranh dân gian, tượng gốm và cả những câu chuyện truyền thuyết. Cá chép vốn được xem là loài cá mạnh mẽ bởi chúng có thể bơi ngược dòng chảy xiết. Điều này đã tạo nên một hình ảnh biểu tượng về sự kiên trì, nỗ lực vươn lên vượt qua khó khăn. Trong truyền thuyết Trung Quốc, cá chép còn được gắn liền với câu chuyện vượt thác Long Môn để hóa rồng. Ai biết được rằng những chú cá chép bé nhỏ có vẻ tầm thường lại liên quan đến rồng, loài sinh vật mạnh mẽ và cao quý nhất. Theo quan niệm của các nước phương Đông, loài rồng được thiên đình giao cho nhiệm vụ cai quản biển cả, sông hồ, các nguồn nước, đồng thời cũng chịu trách nhiệm đem mưa đến cho trần gian. Chuyện kể rằng, cõi trần thì rộng lớn, mà quân số loài rồng thì có hạn. Rồng làm mưa không xuể nên dưới trần hay hạn hán. Nhà trời thấy vậy, bèn quyết định mở một cuộc thi dành cho tất cả những loài sống dưới nước. Loài nào đủ tố chất sẽ được hóa rồng để lo việc mưa nắng. Trong cuộc thi, các loài phải bơi vượt qua 3 con sóng lớn, nhảy qua một cánh cổng gọi là Long Môn. Con nào qua được cổng thì lập tức hóa rồng. Thế là các loài thủy tộc tranh nhau đến ứng thi, nhưng chẳng con nào thành công. Ngay đến con tôm nổi tiếng bơi giỏi và nhanh nhẹn, nhưng cũng chỉ vượt qua được con sóng thứ hai, đã mọc râu mọc vỏ như rồng rồi, mà đuối sức
trượt ngã ở con sóng thứ ba. Thành thử cho đến giờ, người nó vẫn cong lại do di chứng của tổ tiên từ cú ngã năm xưa. Trong khi hầu hết các loài bỏ cuộc, thì có một chú cá chép nhỏ bé vẫn kiên trì vượt sóng. Cá chép đã tập luyện vất vả trong nhiều tháng trước khi đến thi. Nó nhẫn nại và quyết không buông bỏ. Quả nhiên đã vượt qua được Long Môn, hóa thành rồng. Kể từ đó, hình ảnh cá chép vượt Long Môn hay cá chép hóa rồng trong văn hóa của người Á Đông đại diện cho lòng quyết tâm vượt khó, khát vọng vươn đến thành công, đặc biệt là của các sĩ tử trước khi bước vào kỳ thi. Đám thủy tộc, tôm cá còn lại thấy cá chép thành công thì nhao nhao lên đòi hóa rồng. Chúng rủ nhau đến gặp vua Thủy Tề, phàn nàn: "Nhà trời rõ là trời khó chúng tôi, Long Môn cao như vậy, sóng to như thế, chúng tôi làm sao mà leo lên được? Chúng tôi cũng muốn được hóa rồng như cá chép." Thấy cả đám làm gắt, vua Thủy Tề nhượng bộ, đành hạ độ cao của Long Môn xuống. Thế là cả đám thủy tộc có thể dễ dàng nhảy qua, con nào cũng hóa rồng cả. Nhưng khi đã đạt được mục đích, chúng chợt nhận ra rằng giờ ai cũng là rồng. Vậy thì rồng cũng chẳng còn gì đặc biệt. Tôm, cá hay rồng giờ cũng giống nhau. Cái đích đến là vượt Long Môn để hóa rồng giờ chẳng còn mấy ý nghĩa. Vậy là cả đám lại kéo nhau đến tìm vua Thủy Tề để tâm sự. Vua Thủy Tề cười: "Cái gì đạt được quá dễ dàng thì không đáng quý. Chỉ khi các ngươi chảy ra chóc vẩy, đổ mồ hôi công sức, quyết tâm vượt khó để đạt được mục tiêu thì thành công mới đáng giá, mới được công nhận. Lúc ấy các người mới cảm thấy tự hào thực sự vì đã vượt qua chính mình." Nói rồi, vua Thủy Tề lại nâng Long Môn cao lên như cũ. Liên hệ với cuộc sống, có lẽ chúng ta cũng nên học hỏi từ chính loài cá chép này. Đôi khi, cuộc sống giống như những dòng nước xiết, đầy thử thách và khó khăn. Tuy nhiên, nếu ta có thể kiên trì và nỗ lực vượt qua, giống như cách cá chép bơi ngược dòng, thành công sẽ không còn xa. Sự kiên trì, bền bỉ và không bao giờ bỏ cuộc chính là chìa khóa để đạt được những điều quý giá trong cuộc sống. Câu chuyện về cá chép nhắc nhở chúng ta rằng điều gì đạt được quá dễ dàng thì thường không mang lại giá trị lâu dài. Chính nhờ sự kiên trì và quyết tâm vượt qua mọi thử thách, chúng ta mới cảm nhận được ý nghĩa thực sự của thành công và cảm giác tự hào vì đã vượt qua chính mình.